Gia Cát Lượng trong phim Tam Quốc Diễn Nghĩa được dựng lên như một tể tướng đại tài, một quân sư, một nhà mưu lược chính trị và một nhà cầm quân thiên tài. Tuy nhiên thực tế chúng ta thấy được rằng ông có tài năng như vậy không? Với 6 lần bắt phạt đánh tàu Ngụy đều không thành công và ông phải chết trên lần thứ 6 lâm trận, thì phải nói đây cũng là một không phải là một nhà quân sự xuất sắc. Và thực tế ở thời của Lưu Bị còn sống thì ông cũng không được tin dùng khi đánh trận. Ông chủ yếu là ở sau lo việc hậu cần, chăm lo về dân và quản lý nội bộ. Còn những chiến dịch lớn, ví dụ như chiến dịch đánh Tây Thục, như đánh Tây Xuyên á, thì Lưu Bị dùng chính của tham mưu cho mình, đó chính là Bần Thống và Pháp Chính. Và chiến dịch thứ hai nữa là chiến dịch lớn, đó là chiến lược dịch đánh Quan Trung, thì tranh giành với Tào Tháo, thì người tham mưu chính cũng chính là Pháp Chính chứ không phải là Gia Cát Lượng. Và một sai lầm nữa của Gia Cát Lượng, đó là Gia Cát Lượng không đủ uy tín cũng như là năng lực để cản Lưu Bị khi Lưu Bị quyết định đánh Ngô, phá liên minh Ngô Thục và dẫn tới thua trận thê thảm, 70 vạn quân phải bại trận dưới tay của Tôn Quyền. Thì phải nói rằng là thời của mình thì ông là không phải là quân sư chính, mà quân sư chính trên mặt trận này kia là chính là Bần Thống, Pháp Chính và trước đó là Từ Thứ. Còn ông chủ yếu là lo việc dân, việc quân. Tuy nhiên thì trong lịch sử, tức là trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, thì hình tượng của ông được dấy lên như một người đại tài với những dùng binh xuất quỷ nhập thần. Đấy, và lịch sử chúng ta lại nhầm tưởng đó là lịch sử, nhưng thực sự đó là chính là cái chuyện của nhà văn và của nhà làm phim. Còn lịch sử thì Gia Cát Lượng cũng có công gây dựng nhà Thục Hán, tuy nhiên không phải là một chiến lược gia quân sự đại tài. Thì chúng thực sự mà nói là ông đại tài thì ông đã thành công trong việc là khôi phục nhà Tào Ngụy, đánh bại nhà Tào Ngụy. Còn đây là ông là không đánh bại được nổi nhà Tào Ngụy, có nghĩa rằng là nó trong việc là nó chinh phục cái về mặt chiến trường thì ông không mấy thành công, chỉ yếu là ở hậu phương thôi. Và thể hiện rõ nhất đó chính là 6-3 lần bác Phật Trung Quyền đều không thành công và làm hao tài tốn sức của đất nước.